CEO Yohovers đã làm gì đến tội mà bị nhân viên biến thành Healy Church cho nhà lữ hành tầm quất mỗi ngày? Trong quá trình phiêu lưu tại đại lục Thayvat, các game thủ Genshin Impact có thể bắt gặp một con Healy Church với vẻ ngoài vô cùng đặc biệt. Với mái tóc màu xám bạc đặc trưng cùng chiếc mặt nạ có ghi tên Way, con quái này rất nổi bật so với đồng loại. Healy Church Way rất lười biếng, nó chỉ ngồi chơi cả ngày và sẽ không chủ động tấn công bạn. Khi giao chiến, Way lục lọi trong chiếc vali của mình và ném ra hàng tá thứ đồ kỳ cục. Tuy vậy, vì lù đù chậm chạp nên nó chẳng bao giờ là mối đe dọa đối với người chơi cả. Có một sự thật thú vị rằng bạn không thể đóng băng Way dù cho nó có vẻ chỉ là một con quái trông vô cùng cùi bắp. Được biết, con Healy Church đặc biệt này là một easter egg thú vị được lấy cảm hứng từ giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập của HoYoverse, Liu Wei. Để khuyến khích các nhà lữ hành hàng ngày vào săn lùng và tiêu diệt Way, các nhà phát triển thậm chí còn thêm vào 3 thành tựu với phần thưởng là 35 nguyên thạch. Ông nhân viên nào nghĩ ra cái trò này không biết bây giờ còn sống không nhỉ?